thế luôn anh em, lại là mình đây anh em. Rồi mình xin chào toàn thể anh em đam mê mai dần nha. Hôm nay là một ngày rất là vui anh em à. Sáng giờ vui lắm. Rồi. Rồi mời anh em vào sưu tầm ủng hộ nha. Mình thì bán phôi mai rừng Bình Thuận. Mình lên vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Tại hôm nay mình có một số phôi mini nè anh em nè. Số phôi mini nha, hôm nay thứ tư. Bữa nay thứ tư mùng 1 phải không anh? À, mình có một số phôi nè anh em. Đế được, chi được. À, cây này đế đẹp nè. Chi được, có mấy cây lên mầm rồi anh em ạ. À. Coi cố gắng sưu tầm mấy cây lên mầm này nè, về trồng chơi. Đó. Cây được được không ấy chứ? Rồi, khu vực nhà của mình. Đấy, khu vực nhà của mình, vườn của mình bên kia. Mình mới dời qua có cái view triệu đô đẹp quá. Mình dời qua đây quay cây cho anh em nhìn cho sắc nét chơi. Rồi, anh em xem kênh của mình cũng biết rồi. Mình có số điện thoại bên trên màn hình á. Rồi bên dưới của em là có ngày tháng và mã số cây và số tiền niêm yết luôn. Em bán là bao ship toàn quốc. Cho nên là anh em vô em bán mấy cây mấy trăm ngàn, nhiều khi tiền ship với lại tiền băng bó nó hết hơn 200 rồi. Cho nên anh em hết sức thông cảm nha. Em bán em cũng ít bớt đó. Rồi anh đây là anh Cháy, anh Lò Văn Cháy. Cây của này là cây của ảnh luôn. Cái số cây này của ảnh, cho nên anh em lên ủng hộ anh Lò Văn Cháy nha. Rồi phôi này là phôi đầu tiên. Anh Lò Văn Cháy muốn nói gì không anh Cháy? Hello mấy anh em. Hôm nay anh em mình tiếp tục lên clip nha mấy anh em. Hôm nay cũng có một số phôi lạ, đẹp, độc. Tối nay thứ tư á, mời mấy anh em vô sưu tầm nha. Mình ngó cho kỹ cây nào mà vừa ý vừa lạc coi như bấm mấy chốt. Dứt nha mấy anh em. Dứt. Rồi, cây đầu tiên anh em nè, đế rất là đẹp. Đế bao tê. Rễ cuồn cuộn. Một cốt lên chi đẹp luôn. Cây sạch không tì vết luôn, có mấy vết thêu thôi. Rồi mời anh em xem vành luôn. Rồi, mời mấy anh em xem vành. Đúng một tin gì không? Chút sáng liền chiên không vành 30 cao 64 bầu dài 34 giúp mấy anh em ơi chút chút được. Tiếp tục anh em là một phôi nữa, một phôi đế được nữa anh em ạ. À. Đế ok đấy, cây sạch, cây không tì vết luôn, cây được một cốt nha anh em. Hơi lắc nhẹ. Rồi, mời em xem vành đây. Rễ rễ được. Rồi, mời mấy anh em xem vành. Vành 25. Cao 53. Trên dãy phương làm gì kìa kìa. Bầu dài 40. Chất mấy anh em ơi. Rồi, tiếp tục anh em một phôi nữa. Một phôi đế ok nữa anh em ơi. Đế rễ ok. Cây này thì đang chuẩn bị lên nhựa nha anh em nha. Cây này có mấy miếng thiệu trên đây. Đó, mấy miếng thiệu nè anh em nè. Đó, mấy miếng thiệu lũa trên thân nha. Nhưng mà dạng thụ lũa nó đã lành hết rồi anh em ạ. Gót ngọn, da bồ chi đẹp, mịn gót ngọn. Thóc thân vừa phải. Cây vô khung rồi á. Cho chốt ơi. Vành lên trái ơi. Mời mấy anh em xem vành nha. Vành 32. Nãy hướng cao 48. Anh đâu? Nãy hướng giờ để hết hướng rồi. Bầu dài 35. Dứt mấy anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em ơi, một phôi nữa. Một phôi đế ok, đế nơm. Đế chảy xuống và nơm rất là đẹp. Còn anh em nha. Ừ, vàng vàng chi cũng đẹp luôn nè. Đấy, cây có một cái chi dày sạch không tì vết luôn, cây được gót ngọn, chi nó giật cấp từ từ lên luôn nha, nó bật thang lên được ạ. Rồi rồi anh em xem vành đi. Rồi mấy anh em xem vành á. Vành 33. Anh Trang lát dẫn ba đo vành hai con bò ghê thương nhiêu nha. Cao 69, con chi phóng ra là 36 nha mấy anh em. Bầu dài 38. Chúc mấy anh em ơi. Chúc kèo ơi. Rồi tiếp tục anh em nè, một phôi nữa. Đế rất là đẹp nữa nè. Đế được nè anh em nè. Lấy cái đục cái ghế
cây có lũ bọng. Ôi, lũ bọng anh em ạ. À. Còn xuống mấy miếng lũ thép đó nè. Chì được, chì đều. Đế được. Mời anh em xem vào đây. Được không? Mời anh em xem vào. Cái đục cổ đâu ra vậy? Quanh 33. Cao 30. Màu dài 40. Giúp mấy anh em ơi. Chốt. Chốt đó. Rồi tiếp tục anh em ơi, một phôi nữa. Cây cốt được, chi được, đế được luôn anh em à. Cây này nó hơi xiên anh em. Đế được hơi xiên nha. Cây này đang chuẩn bị lên nhựa anh em à. Cây được khúng lên rồi. Quanh. Cây sạch không tì vết luôn. Gốc ngọn. Rồi mấy anh em xem anh. Cây này là nó có cái răng cưa nữa anh em à. Cưa mà nó hụt quá. Quanh 30. Cao 43. Xuyên 47. Màu dài 39. Cây khá đẹp, giấc khá lý tưởng. Cây này mà vô chậu là như hoàng hậu lên ngôi luôn anh em à. Anh em tiếp tục anh em, một phôi nữa. Một phôi đế được nữa. Từ ư vàng chi giống như bàn tay. Bàn tay này hơi bị nhiều ngón lắm rồi. 2, 4, 6, 8 ngón. Cái này là hai bàn tay nha anh em nha. Một bàn này 5 ngón đủ nè. Bàn này có 3 ngón à. Chi đế được, dễ nè. Đấy. Cây sạch không tì vết luôn. Mà điều tiếc cái là bên này phải 5 ngón nữa mới đúng. Mà mới 3 ngón à. Mà đúng đúng ra là nếu mà mình đúng bàn tay luôn mình bỏ ở đây, bỏ ở đây. Bàn tay 5 ngón. 5 ngón luôn y luôn thấy không ạ? Chi lại thế. Chi lại ha. Y không? Y y. Mời mấy anh em xem qua. Về phẫu thuật đi. Quanh 35. Bàn tay 5 ngón em vắng kiêu sa. Cao 53. Coi. Còn dài 41. Dứt mấy anh em ơi. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Một phôi đế được nữa. Một con thằng lăng nằm. Trời ơi đế không? Bể đế rất là ok. Bể đế ok. Sạch cây không tì vết luôn. Đế đẹp mấy anh em. Cây khá ok nha anh em. Đế lực không nha. Đó. Cây này mà nói thiệt á. Nha anh thấy nha. Ừ. Nói chung cái bộ đế này nó không phù hợp với cái cây. Anh mà lấy anh cắt cái dễ ra nè. Anh ấp xuống là mình thành một cây đổ nè. Mà tù cho. Quanh. Nghĩ sao vậy? Lấy gì cũng được mà phải lấy dễ này luôn chứ. Cắt đây. Cắt cái đây nè. Anh lấy cái dễ này anh bán là được 400 rồi. Anh hình dung không? Cái cây này anh bán được 600 nữa. Thôi tao bán cho mày 800 á. Mày làm gì làm ấy. Thôi khỏi đồ vành đây. Mời mấy anh em xem vành đây. Vành 38. Cao 35. Màu dài 51. Cây bề đế đẹp ghê. Xuyên từ đế xuyên qua luôn à. Bò qua luôn à mấy anh em. 63 nha mấy anh em. Được. Chú mời anh mấy anh em xem vành. Tiếp tục anh em. Một cây lười biếng nha anh em nha. Tại sao lười biếng? Tại vì có mấy cái vết này nè không chịu bôi keo. Cây này lên nhựa anh em. Cây này gác bữa bôi keo không? Có cái thiệu đây nè. Ôi. Gác nó đang bôi keo xong bạn gái nó vô nó bỏ đi chơi với bạn gái nó. Vậy mà kêu con phải cút đó. Ôi. Quanh ấy. Cây hai thăng đẹp anh em. Anh em xem quanh. Chi mịn. Quanh 32. Cao 40. Màu dài 32. Dứt mấy anh em ơi. Chốc. Dứt. Rồi tiếp tục anh em ơi. Một phôi đế ok nữa nè. Đế nữa nè. Đế được. Cây vàng chi sạch. Cây vàng chi sạch nha anh em nha. Có cái khe đây nè. Vàng chi đẹp ạ. Giót ngọn. Vàng chi giùm cũng ngộ chứ bộ. Rồi mời anh em xem vào đây. Đây là cái rễ của nó nha mấy anh em. Rồi thấy nó phù hợp quá để làm chi luôn nha. Được. Mời mấy anh em xem vành nè. Được. Cứ tiếp tục. Vành 27. Dứt. Cao 75. Bầu dài 37. Dứt luôn mấy anh em ơi. Rồi anh em tiếp tục anh em. Một phôi nữa. Để được nữa nè. Để được luôn. Cây này thì sạch cây không tì vết luôn. Nhựa mà nó lên full luôn. Đẹp. Chi được. Xuyên nhẹ. Rồi, mời anh em xem thông số của anh ấy. Mời mấy anh em xem quanh nhé. Quanh 28.
cao 55, còn dài 35, dứt mấy anh em ơi. Rồi anh em tiếp tục một phôi nữa nè anh em nè. Trời ơi, một phôi đẹp găng gú nha anh em nha. Cây đẹp quá anh em ơi. Còn găng nè. Găng gú không anh em ạ? Bỏ quên cái quét keo này. Cây chì cũng đẹp luôn. Hơi xiên. Được, mời anh em xem vào đây. Dạ luôn. Mời mấy anh em xem vào. Báo quá. Còn 28 mấy anh em à? Cao. Cao 75. Còn dài 35 luôn mấy anh em ơi. Dứt dứt mấy. Tiếp tục anh em nào, một khôi nữa. Đế rễ quá đẹp luôn. Em thấy đế rễ không? Cái lặng. Dễ cám à. Mầm mày đã lên. Người lên xong mầm nó bắn theo luôn. Cây nghệ thuật quá anh em à. Quan ơi. Chị ơi. Út. Đẹp. Mời mấy anh em xem quan. Một cây lù hết luôn. Quan 28 mấy anh em. Giờ này quay cây đẹp quá, sắc nét quá anh em ơi. Cao 40. Bầu dài 31. Dứt mấy anh em ơi. Chốt. Tiếp tục anh em nè. Một phôi nè. Đế được. Dễ cũng tạm được nha anh em nha. Cây này thì nó dính sơ sơ như hai cây vậy anh em. Cây okay, mà dính cứng ngắc nè, mình nắm tách nhẹ nhẹ vậy là không da nổi nha. Đúng rồi, tách nhẹ nó mới da nè. À, một cốt rất là đẹp nha. Chì hợp lý, giót ngọn, hoành luôn anh cháy. Rồi mấy anh em xem hoành. Ba chân bấm xuống, bốn chân chứ. Bốn chân bấm xuống hai cây. Hoành 36. Nóng được không gắt? Ba ơi. Cao 40. Tấm ngang dàn chì 35 mấy nè. Bầu dài 39, giúp mấy anh em ơi. Chốt. Rồi tiếp tục anh em, một phôi nữa. Đế rất là đẹp nè. Xanh âm. Đế nơm xuống. Đế nơm đẹp, tù nhự lên đó. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Chì cũng đẹp luôn. Cây này mà chốt cây nào nữa. Thôi, mời anh em xem vần đây. Mời mấy anh em xem vần nha. Vần 30. Cao 71. Bầu dài 36. Cây chơi đẹp mấy anh em. Trước anh em ơi. Lắm ấy. Tiếp tục anh em, một thằng một cây một cuốc co lắc cắt lo. Chì đế rất là đẹp. Đế nè. Đó. Đế vững. Lắc. Lắc đẹp không? Một cuốc. Giót ngọn. Mời anh em xem quanh. Cây đẹp ạ. Lắc như Long An vậy anh em à. Mời mấy anh em xem quanh nha. Quanh 25. Cao 66. Bộ dài 35. Dứt mấy anh em ơi. Dứt. Tiếp tục anh em nè. Một phôi đế rất là đẹp nữa nha anh em nha. Chụp mầm luôn. Đế rất là đẹp. Dễ nhiều luôn anh em. Cây quá mầm. Rất là full luôn. Đẹp. Chì cũng đẹp luôn. Mầm chụp luôn mấy anh em à. Nè. Chụp mầm nè. Hôm nay em đi chăn bò. Cầm cái dôi thật to. Mời mấy anh em xem vào đây. Vành 37. Mấy anh dễ gì không? Không không. Nó không mấy anh em kêu anh em. Không rồi thì anh nói vành 35 ấy. Cao 64. Một cây vàng chi đẹp ghê không ơi. Đẹp không? Thôi nói nó đâu, đẹp chỗ nào đó. À, vàng chi á, cấp. Đúng rồi, em thấy em cũng thấy đẹp á. Mầm à. Bầu dài 32 mấy anh em. Rồi anh em tiếp tục một phôi nữa, một phôi bay xuyên xuyên nha. Cây đế rễ rồi cũng vững nha anh em nha. Bay có mấy cái cò rớt cành đồ độc không? Lạ mấy anh em à. Coi mua về sưu tầm về làm cây chơi. Rồi cây sạch không tì vết, hoành luôn anh cháy. Cây khá lạ anh em à. Cây có cái móc á. Nói chung nhiều cái móc lắm. Anh phải nói kỹ, đây một cái móc nè, đây một cái móc nè, đây cái móc nữa nè. Mời mấy anh em xem vào. Đây cái móc rồi, đây cái móc nữa. Vành khủng mấy anh em, vành 21. Cho là vành khủng đó. Cao 43. Bay da 53. Bầu. Bầu dài 39. Dứt mấy anh em ơi. Chốt.
mâm nữa. Tiếp tục anh em một phôi dễ đế rất là ok nữa anh em ơi. Đấy, bộ rễ của nó đi ngang mà có chân đầy đủ. Cây thì có mấy miếng thẹo trên thang. Mầm thì cũng đã lên. Về mình có việc mình trồng thôi anh em. Cái chuyện mà khó thì anh Cháy đã làm hết rồi. Cái chuyện dễ nhất là trồng cây. Thì anh em cứ trồng. Giót ngọn của anh. Mời mấy anh em xem anh. Vàng chi mịn ăn mấy anh em. Đúng rồi. Đấy rồi của anh. Vàng chi mịn đẹp. Mịn chưa? Đẹp. Quanh 31. Ghét. Giờ lấy áo dài tay mặc vô đi. Em đi. Cao 38. Cầu dài 42. Giấc mấy anh em ơi. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa nè anh em nè. Một phôi đế rất là đẹp, đế luôn. Trời ơi, bộ đế rất là đẹp nha anh em nha. Đế gọi là đế bao phê anh em à. Đế nơm bao phê luôn. Đây có một cái hiệu này nè, chi đẹp luôn. Gót ngọn. Phải. Cây này mà không chơi chơi cái nào nữa. Mời anh em xem quanh. Mời anh em xem quanh đấy. Cây quá đẹp rồi. Khá ok. Quanh 38. Cao 54. Màu dài 36. Dứt lắm anh em. Rồi tiếp tục anh em ơi, một phôi nữa. Lên giữa xịt một phôi khá sung nha anh em nha. Trời ơi, phôi ớt. Để rễ ok. Để tiền bán. Để nhớ, để phải. Vừa đã lên, mầm cũng đã lên theo. Cây sạch, không tì vết. Đó. Con miếng lũ kính này. À, thì lũ này kính ha. Rồi ok, vành luôn anh Cháy. Cây khá đẹp, giót ngọn từng chi tiết luôn. Mời mấy anh em xem vành đi. Cái này hơi bị dối dối vậy, cắt này. Vành đi. Cho anh em tự cắt đi. Chảnh luôn. Vành 31. Cao 50. Còn dài 40. Dứt mấy anh em ơi. Dứt. Rồi tiếp tục anh em nè. Dễ đế ok nè anh em nè. Đấy. Dễ được, đế được nha anh em nha. Đế nữa đẹp quá anh em ơi. Cây chi cũng được. Sạch cây. Không tìm bớt luôn anh em. Ôi, đẹp. Đục cây này đẹp á. Bữa sau mà anh đi thấy mấy cây này anh đào cho em 100 cây có khách đặt sẵn luôn rồi nha. Của anh ấy 100 cây hả? Ờ. Anh kiếm được 98 cây rồi, còn kiếm 2 cây nữa. Ừ, dán kiếm ấy. Mời mấy anh em xem qua. Đúng số lượng 100 cây alo em. Em có một khách đặt sẵn rồi. Quanh 33. Cao 59. Bộ dài 40. Sức mấy nè. Rồi tiếp tục anh em một cây bay nha. Đế rất là vững. Đế bám xuống. Con này. Con rất là đẹp nha. Đấy, bay ra khỏi miền chậu. Quanh. Cây này cũng khá lạ đấy anh em à. Mẫu này mẫu đắp mền chứ mẫu nào nữa. Mời mấy anh em xem bài này. Kêu từ đó tới đây, từ đây tới đó ấy. Quanh 26. Từ đó tới đây ấy. 5 nè, 5 chứ bay gì nữa. Từ đó tới đây. Từ đây tới đây là 65. Cao ấy. Cao từ đây lên đây là 56. Bầu ấy. Bầu dài từ đây qua đây là 37. Dứt mấy anh em. Chốt. Dứt cái cây đây đây ơi. Tiếp tục anh em là một phôi đó. Một phôi để đế được nữa nè anh em nè ha. Để đế được cây nhự lên rồi anh em ha. Thì được luôn. Lù anh em nha. Lù lù. Dễ luôn nhự lên hết rồi. Coi tranh thủ. Dứt. Tranh thủ lượm mấy anh em ơi. Lượng đẹp không? Quanh. Mời mấy anh em xem quanh. 29. Cao 40. Bay 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 bay. Bay 58. Còn dài 31. Chúc mấy anh em ơi. Chúc kèo. Rồi anh em tiếp tục một phôi nữa. Một phôi đế rất là vững nha anh em nha. Đế vào quẩn ra anh em. Anh em thấy gì không? Vững cây xiên, trực xiên nha. Nhự đó lên. Đó. Quá đẹp. Gót ngọn luôn. Vành luôn. Rồi mấy anh em xin vào nó. Cây này gọi là cây khá đẹp. Quanh 24. Cao 41. Bầu dài 31. Dứt mấy anh em ơi. Chúc. Có kêu dứt mấy anh em ơi không? Rồi anh em ơi, tiếp tục một cây đế đẹp nữa anh em ơi.
dễ này nên cắt bỏ là đúng. Đế nữa nha, dưới này nó có lớp dễ đó, mình cắt bỏ này nè, nó khó khăn ra đẹp á. Co nè, lượng tới đây nè, út. Được. Cây khá ok nha anh em nha, sạch không tì vết luôn. Để đế nữa. Vặn luôn anh cháy. Mời mấy anh em xem vặn nha. Cây này có co đẹp. Cây này khá lạ chứ. Quanh 25. Nói chung hàng lạ là mình thích à. Cao 31. Bây giờ là mấy nè? 35. Giọng nghiệp kêu như chỗ đây là một cái địa dễ sung đó chứ. Ừ, không luôn học. Dễ sung quá mà. Bầu dài 33 mấy nè? Dứt. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi clip luôn. Cây này thì cây cuối cùng nha anh em nha. Để rễ rất là ok nè. Cây này là nhân cái bò lượng lượng nha. Đó, bò nè. Lượng lên. Cây nhự đang lên luôn nè. Cây có miếng thẹo đây. Đẹp. Vành luôn anh cháy. Mời mấy anh em xem vào đây. Quá đẹp. Vành 24. Cao 36. Bộ dài 35. Giúp mấy anh em ơi. Chốt kèo cây cuối clip lắm. Rồi cây này thì cây cuối cùng thì lúc nào mình cũng khuyến mãi anh em à. Rồi mình khuyến mãi anh cháy luôn. Anh em nào mà thích thì ra ship anh cháy về luôn nha. Rồi tạm biệt. Rồi, anh em anh cháy. Chào tạm biệt với anh em à. Ồ, ở kia anh em thấy có chiếc gì không? Chiếc xe đào á, xe máy đào á. Nếu mà anh em thích thì mình giao lưu luôn. Đó, xe máy đào á. Anh cháy. Và khiên chiếc máy đào gửi về cho anh cháy. Rồi. Có chiều đây nha, có nhỏ anh cháy anh nó chơi rồi. Tạm biệt anh em nha. Không anh cho em lại. Tạm biệt anh em nha. Cánh đồng vẹt gió giờ này em quay dữ người ta. Đục. Mỗi lần mà trời gió mát là máy quạt nó quay á, gió mát lắm anh em à. Tạm biệt anh em.